Bây giờ là The Maker Cypher 2020. Cypher. Ok. Này nhìn vui à. The stick này tẩy. Check it, check it out. Cho bạn phải không một thầy. Nghe tiếng nhạc hát làm cho tôi ôn ấp một ngày. Và người mạc xét sẽ có người nào đó đổi thay. Dần dần hoạt bát chân biết mình đang nông nổi hay. Chàng đầy khao khát nhiều khi chưa muốn được nộp ngay. Như tập bao két tôi viết thêm ba câu một ngày. Mong làm sao phát chứ không được vài đường lối hay. Mang theo âm nhạc ra sân khu lớn ngay đầu sóng. Chẳng ăn tinh thần không để cho phiền lo thâu tóm. Tâm hồn con người thứ mong manh dễ vợ không nhanh cũng để lợi dịp khi cho bầu không khí trong lành dễ thở sau bao nhiêu bộ về hàng ngày. Người cũng tắt ngược xuôi cho hết cái kia tới đằng này. Người buôn bán, người làm việc với công thoát nước. Người làm việc với đông đất ước mong được một cuộc sống khác trước. Nên là không phải muốn trở thành một người khác thương tôi. Mua hoài bảo như nghiên cứu với tâm đắc thương thôi. Vì đâu ai bày sẵn thành công để kẻ khác hưởng vô. Và mấy người muốn trước mắt người khác được trở thành kẻ đáng thương ôi. Nên là không phải muốn trở thành một người khác thương tôi. Nuôi hoài bảo những nghiên cứu với tâm đắc thương thôi. Vì đâu ai bày sẵn thành công để kẻ khác hưởng vô. Và mấy người muốn trước mắt người khác mình trở thành kẻ đáng thương ôi. Yeah. Cầm micro và thể hiện tao. Thu hút tất cả những nhân xung quanh như thể người kể chuyện. Bên trong mạch máu đi chất ngày qua từ ngay từ lâu đã ở chổng. Tay cầm micro khét đéo nhưng không tấn công trên tay đã phồng phồng. Và tụi tao rap về thứ mà tao thích và thích luôn những thứ mà tao đã phân flow. Là cách khi lúc này nhúng nhảy mà cùng cần dùng tới điện cao áp. Từ chuyện đời thường đến chuyện tưởng tượng đều được tụi tao dùng làm nhìn giáo. Rồi xây lên bằng tất cả ta từ ngồi đợi tới ngày đem ra bàn giao. Dù cho new school hay là bấm bắp, tao vẫn phải rap trên cái máy. Tất cả ngôn ngữ được để trên bàn chỉ đợi tới chờ cho nó tay máy. Đôi khi đã rap thì phải rap làm sao cho nó khác biệt. Rap để chứng minh cho người khác biết. Tôi cũng chính là một con của rap Việt. Lần sáu năm trời chiếc áo hip hop và cái crack trên vai giai điệu đường phố và cái crack bên tai âm nhạc vẫn sống trong tao dù mấy năm nữa thì nó vẫn chính xác không sai. Mọi tụi tao là những nghệ sĩ công việc là tạo ra từng tức thơ và check the check the check the sound. Đây là Zicky from The Makers. Mỗi người một con beat luôn à. Ở đây chỉ là một trong hàng triệu những bài rap khác. Có thể đã trải lòng cũng có thể chỉ là vài câu khoác lác. Như là hồi đó mình đang nghĩ một cái rap thì phải rap cho nó ép ép. Phải rap như là thoát xác, phải rap như người khác rap. Phải rap thật là hay, phải rap thật là cháy. Phải rap như cái máy vì hồi ấy mình chỉ mới vừa tay máy. Và phần câu mình chưa biết mục đích chính là phải đưa được mọi thứ đến gần nhau. Và rồi trong những lần sau mình tìm cách để mà thấy được chính mình trong bài nhạc. Nhưng phải chính xác là chính mình không ai khác sâu. Hôm nay anh đang thấy tôi đứng rap trên nhịp điệu này đang khiến tôi cứng cáp. Khiến nhiệt huyết này đang chảy như là thép. Như là đồng hồ cát không được phí như một chai. Vì tôi biết anh cũng biết ai cũng thấy. Và tôi trẻ đang cháy đến từng ngày. Nghe như freestyle ấy rồi. Hey, my man Lower. Mấy cô sáng sớm mà rêu mà gọi gì cho mắm dấu mày. Đến dậy hôm bữa tao nói chưa có điện thoại để có lưu số mày. Không lẽ mày mê bà Huệ bán cà phê ngoài đường phố này. Mà hẹn cứ sáng chủ nhật là mày dùng thủ thuật lôi kéo thằng bố mày. Ê mà để ý nghe đem theo điện thoại mới nha. Hình như con éo chì có nhiều phím thấy dùng mới ra. Nghe nói nó có thể nhớ mà còn lên mạng cả đều GPS. Kỳ này nghe nhạc là đâu cần phải chép lời ghi ghi ngoài nét. Giờ mày thử mở trên việc web lướt lướt cho kỹ càng. Trước không thấy nhạc rap mà nó có một đôi trên diễn đàn. Tôi thấy cái thằng nó đọc 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 mà có nhiều có vần. Tao nghe xong đầu cứ gật gật. Dù thở lần này thì có gần. Ai ngờ tao nghe con mẹ nó luôn tới giờ ấy. Buổi sáng thức dậy đi học mà không nghe biết mặt tao buffer ấy. Gửi lời cảm ơn ngày cũ vừa nói tinh khiết. Tụi hạt nắng vàng trong xương để cho tao biết nhạc rap thế nào mỗi khi nhìn mày trong gương. Cypher 2020. Đây là một team à?
Yeah, The Makers là một team. Em thấy verse đầu của bạn Gian hơi nói sao ta, tức là bạn chưa yeah, với lại bạn không biết cái cách sử dụng cái hơi của mình tốt á, nên là cái delivery của bạn nó hơi đuối, nghe nó kiểu hơi buồn ngủ một tí á. Nghe nó kiểu mở đầu thì nó phải ok một tí. Đề ba thì phải cháy chứ, nên là đó là vấn đề của Giang. Cái vớt của bạn cũng chill, nghe cũng chill. Nói chung là có thể đây cũng có là cái bạn này ok này, bạn Zicky này, đúng không? Zicky này, nghe ok. Mà em nghĩ em có một cái cảm giác là cái kiểu nhạc này không phải là cái kiểu sở trường của Giang, nên là em mong đợi những sản phẩm tiếp theo của Giang để thấy được cái màu thật sự của bạn. Nhưng mà cái beat đầu tiên của Giang nghe rất là hay nhá. Yeah, nghe đúng rồi, rất là cuốn nhá. Nó khá là khác biệt á. Mình không thể chơi, không kiểu áp được con beat đấy, nên là nghe nó hơi gậy xíu. Còn Zicky thì Zicky anh thấy vào rất là ổn, rồi vào tự tin, rất là tự tin. Cái lời của cậu ấy rất cũng ok, cũng hay. Zicky ngoài Liu Kang thì nói sao ta, nó như là một như một verse freestyle thật sự luôn. Ôi ok, anh nghe anh không đoán được ông làm gì. Nhưng mà cái lời thì nó hơi bị kiểu loạn xì ngọng quá. Nó giống đúng kiểu freestyle. Yeah, y chang như là freestyle luôn. Là cái kiểu ăn mặc rồi nhìn hơi kiểu sao ta, hơi đen vâu à. Có nghĩa là cậu không để ý một cái gì cả. Yeah. Thích chơi thôi. Yeah. Thích mặc kiểu đấy, thích chơi rap kiểu đấy. Kiểu cứ vào chơi. Đâu là một cái sự tự tin á. Chứ không kiểu để ý một cái gì đâu. Còn Lower thì cái sự khác biệt của Lower đối với những verse còn lại là Lower có một câu chuyện cụ thể. Đó là cái khiến cho Lower giúp Lower tập trung vào được cái đó và dẫn dắt người nghe đi theo nó mượt mà hơn. Chạy flow các thứ rất là hay. Yeah. Ok. Shout out to Lower my man. Lower. Còn Cloudy One thì mấy con beat là hay. Yeah. Này... em cảm thấy mấy con beat này khá là khác biệt. Nghe rất là hay. Cuốn. Ok. Mong chờ những sản phẩm solo của từng thành viên của The Makers nha.